Chào các bạn, với công nghệ thực tế ảo ngày càng phát triển thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một mẫu kính thực tế ảo ở phân khúc khoảng 1 triệu đồng với so sánh với các mẫu kính thực tế ảo như là VRBox và Cinecon, đồng thời là kể cả một số mẫu kính cao cấp như là Homido. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đây là mẫu kính DSIS VR, một mẫu kính được thiết kế dựa trên thiết kế của GVR, nhìn có vẻ giống nhưng thực chất là khác khá là nhiều. Hộp đây là chiếc kính, còn hộp nó là một hộp giấy bạc cạc trong như các mẫu kính khác. Thì hộp giấy cạc trong này nó có vẻ, mình không biết nó là do nó bị phai màu hay là nó do trang trí, nhưng mà tất cả các sản phẩm đều bị, có vẻ là cái hộp nó do cái hộp như thế này, tất cả các hộp đều bị, không phải là một hộp mà do nó bị ẩm mốc hay là nó hư. Chất lượng giấy rất là bình thường. Thì trong hộp thì nó sẽ có một cái miếng này, đây là miếng thu hẹp khấu kính, lát hồng sẽ nói rõ hơn, và một sợi dây đeo nó không gắn sẵn, và một túi xách nhựa sử dụng, đồng thời là khăn lau. Thì mình xin để xem những cái này sang một bên. Thì đi vào chiếc kính của chúng ta, thì chiếc kính chúng ta hoạt động trên nguyên tắc là với hai thấu kính và vặn tiêu cự. Chúng ta chỉnh tiêu cự chúng ta sẽ là chỉnh ở khu vực này, nó sẽ tương tự như chiếc CO2 Pro. Với cái dạng vặn này thì chỉnh tiêu cự, mức tiêu cự khá là cao, cái độ rộng của tiêu cự rất là nhiều cho các bạn mà bị cân nặng có thể sử dụng được. Và mặt trước là sẽ làm bằng một vật liệu là kính nhựa nhựa trong trong suốt như là của GVA. Ở phần này cũng là được làm bằng nhựa luôn, nó là một loại nhựa trắng, nó là không phải là nhựa tái chế, rất là đẹp. Và phần dưới là để chỉnh độ gọi là độ rộng hẹp của hai mắt chúng ta khi mà sử dụng. Còn cái này là cái rãnh để gắn dây đeo. Đồng thời với kính này thì chúng ta có thể tháo được cái phần này để vệ sinh, nó y hệt như với kính GVR. Và nó khi chúng ta lắp máy vào một cách rất là đơn giản, mình thấy mình rất thích khả năng cái tính năng lắp máy của cái kính này, nó đơn giản và nó dễ sử dụng, thao tác rất là dễ dàng. Mình chỉ để vào là mình cài vào rất là chắc chắn, và khi mình muốn tháo cũng cũng dễ hơn so với các mẫu Beerbox hay Cinecon phải kỳ dùng kẹp kẹp vân vân. Nhưng tuy nhiên nó để vậy thì nhiều bạn có thể nghi ngờ là rằng không chắc chắn, nhưng mà mình đã test thì nó khá là chắc chắn với cái hang ngàm này. Đây là bằng nhựa PC polycarbonate thì nó khá là tốt. Bây giờ đi vào bên trong thì nó chỉ nhược điểm của cái này là chỉ mở ra được cái này thôi, mình không thể mở xa hơn. Ở đây sẽ có hai ngàm giữ, và ở trong là khẩu kính của chúng ta. Ở đây sẽ có một đệm mút để giữ máy lại, nó thiết kế khá đơn giản. Còn về thấu kính của chiếc kính này thì thấu kính này là thấu kính thủy tinh, nó mang lại tầm nhìn rất là tốt. Mình đã test trên SLS Plus thì nó cho cái độ trong của ảnh nó không bị nhòe cái góc, và nó cho thật hơn so với kính Cinecon và VRBox. Thì có thể nói đây là cái mẫu kính mà ngon nhất hiện tại, cho chất lượng ảnh tốt nhất và cảm giác đeo rất là thoải mái. Đồng thời cái phần này rộng, mình đeo mắt kính mình có thể chụp luôn cả mắt kính mình đi vào, nó khá là hay. Lại thì thấu thấu giúp đồng thời thì cái kính này á, nó mang lại một cái trọng lượng khá là nhẹ nhẹ, rất nhẹ so với cái kính VRBox 2 và Cinecon. Thiết kế cũng rất là đơn giản. Đó. Nó cho chúng ta ôm ôm cái hình thái mặt khá là tốt. Và trải nghiệm cái hệ sinh thái trong trong game cũng rất là ok. Nó hoạt động trên nguyên tắc là FPS, là chia đôi màn hình. Đó. Rồi sau đây mình xin giới thiệu cái rộng để chúng ta thay thế. Thì cái ngàm này chúng ta sẽ tháo như sau, chúng ta sẽ kéo xa hết cỡ và chúng ta bật nhẹ cái lại ra. Tương tự bên đây cũng vậy, kéo ra xa, bật nhẹ cái lại ra, chúng ta sẽ lắp vào đó và để vào đó. Nó cho một cái tiếng cạch là ok. Rồi nhiều bạn hỏi là cái miếng thu hẹp tầm hình nhìn này để giúp chúng ta được việc gì, thì cái miếng thu hẹp tầm nhìn này giúp chúng ta trong việc chơi game. Nó tạo một góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với cái mẫu kính thông thường. Nó sẽ giúp chúng ta chơi game nó thật hơn, như là kiểu bạn cứ nghĩ đơn giản là nó thu hẹp tầm nhìn thì tầm nhìn của chúng ta sẽ tròn và nó y chang như mắt chúng ta nhìn ra. Cũng là dạng một dạng tròn và bao quát chứ không phải là dạng hình vuông và nó bị lòe cái cạnh xung quanh. Đó, mình đánh giá khá cao với cái tính năng này của cái chiếc kính này được tích hợp vào. Nó như là khi mà chúng ta đeo vào á, cái hệ sinh thái trong trong kính á, nó
tương tự với cái kính GBA. Do hiện tại mình không có kính GBA ở đây nên mình không demo cho các bạn xem được, thì nó demo các bạn xem thì nó khá là thích với cái nhưng mà lưu ý duy nhất là cái phần thu gọn này chỉ để chơi game chứ chúng ta không dành để coi phim, thì vì chúng ta dành coi phim thì sẽ bị mất đi một số hình ảnh đó. Mình đánh giá khá cao cái chiếc kính này về thiết kế lẫn chất lượng mang lại. Nó có thể nói là nó tốt hơn nhiều so với Cinecon và kính VR Box 2. Rồi, xin cảm ơn các bạn.